sao mà khi mình nhìn thấy cái tài khoản á, nó rất là chắc chắn và cảm thấy nó rất là mạnh mẽ. Cảm thấy nó rất là na trong người, mà cảm thấy là nó sao á. Lúc đó thì lấy lên trong đầu một cái ý nghĩ liền, mình phải cua được anh này. Tối nào cũng phải cua được anh này. Bởi vì cái thai này thế nào cũng là một người đàn ông sẽ rất là lo cho vợ con và lo cho gia đình. Từ. Thế là, nhưng mà lúc đó thì em nghĩ là... Cái tay ạ, cái tay anh à. Chắc đẹp hơn nhiều vậy. Không tin, đợi đi. Cô Linh nghĩ rất là nhẹ nhàng và dễ làm lắm. Các em hỏi là đề nghị gì với em? Thì lúc đó em nói là chỉ cần anh chấp nhận là cái bóng của em thôi. Chị này có cô dâu có một cái nét nét hao hao giống nghệ sĩ Hồng Vân. Hai bạn giới thiệu cho mình. Dạ, em tên là Hữu Thành, năm nay em 30 tuổi. Hiện em đang kinh doanh về camera quan sát. Thế còn em? Dạ, em tên là Thanh Ngân, thì hiện nay em đang là thư ký văn phòng dạ. Năm nay em 27 tuổi. Ủa vậy được cơ duyên nào mà gặp ta? Không lẽ đi gắn camera ở bên văn phòng đó rồi gặp? Dạ. Đúng không? Dạ. 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 Đúng lần đầu vậy. Đúng lần đầu rồi. Lúc đó thì em đang bán quần áo của trẻ em. Còn ảnh thì lên ảnh lắp cái hệ thống camera ở cái chỗ em làm. Đó. Gặp nhau có một ấn tượng gì chứ? Dạ, lúc đầu thì em cũng không ấn tượng gì về ảnh lắm. Thì tụi em nghĩ là nhân viên với nhau thôi. Thì rồi anh cứ vô lắp là chuyện của anh, rồi em làm việc của em. Anh chuẩn bị bắt đầu anh khoan thì bắt đầu em mới nhìn lên. Thì tự nhiên em đơ 5 giây luôn. Đơ 5 giây? Em không biết tại sao mà khi mình nhìn thấy cách tay của ảnh á, nó rất là chắc chắn và cảm thấy nó rất là mạnh mẽ. Cảm thấy nó rất là na trong người, mà cảm thấy là nó sao á. Lúc đó thì lấy lên trong đầu một cái ý nghĩ liền, mình phải cua được anh này. Tối nào cũng phải cua được anh này. Bởi vì cái thai này thế nào cũng là một người đàn ông sẽ rất là lo cho vợ con và lo cho gia đình. Từ. Thế là, nhưng mà lúc đó thì em nghĩ là... Cái tay anh, cái như tay anh à. Chắc đẹp hơn nhiều vậy. Không tin, cởi đi. Cởi ra đi. Cởi đi. Cởi đi để coi có chắc chắn không. Cởi đi, thì mình cởi ra nè. Cởi đi. Hả? Thấy chưa, chắc chắn không? Đó. Em khoan tường sao? Cái thế em như thế nào? Thế sao? Bây giờ tả đời thế con đường luôn. Đi khoan tường thôi mà lấy được vợ thì cũng quá hay rồi. Trời, tưởng tượng đi là cái tường này nó khoan sao luôn. Cái thế nó sao? Tường, không lẽ thế gì? Khoan đi anh. Khoan đi anh. Khoan đi anh. Khoan đi anh. Khoan sao đâu? Dạ, khoan là đứng hình luôn nha. 1, 2, 3, khoan. Dạ, đi như vậy thôi. À, đứng gì thôi mà yêu đi. Đó, chỉ cần đứng. Có nghĩa là lúc đó là chồng em một tay giữ thang rồi một tay cầm cái khoan, chắc chắn là đúng không? Đó, không ngờ cái hành động khoan tường đó mà đã lóe lên ý nghĩ trong đầu của em là anh muốn khoan ảnh. Dạ. Sao khoan được? Khoan vào trái tim của anh. Khoan đi. Trời ơi. Chị nghĩ theo cái nghĩa quá thì xin lỗi. Rồi lúc đó em làm sao mà cua được ảnh? Thì lúc đó thì mình cũng là con gái mà nên cũng đâu dám thể lòng nào nói anh ơi cho em xin số điện thoại làm quen. Ảnh lại đang đi chung với một anh thợ khác nữa nên mình đâu dám xin ngại quá. Thì em nói thôi lần thứ hai ảnh mà tới đi thì mình sẽ xin số. Thì lần thứ hai ảnh tới thì lại có một anh công ty của em ngồi ghế em. Nói rồi thôi rồi liệu này là hơi chết rồi nó không xin được rồi. Nhưng mà hứa cho lòng lần thứ ba nhất quá tàm, lần thứ ba phải xin. Đúng rồi lần thứ ba anh này tới nữa. Rồi lúc đó anh đưa cho em cái tờ giấy để mà ký nghiệm thu của công trình á. Thì em ký thì bắt đầu không có ai cả chứ có em và ảnh thôi. Thì em nói là anh ơi anh có xin hội không cho em xin đi. Em có cô bạn gái rất là xinh để em làm mai cho anh. Nghe chắc được đây chắc mắt chớp chớp khoái. Lúc đó thì em cũng chưa có bạn gái thật nên em nghĩ là hơi kệ mình cũng cũng chấp nhận. Vợ em cũng lúc đó cũng nhiệt tình lắm, tối nào cũng gọi điện cho em để hỏi thăm hết á. Tại vì sau khi mà em lấy số của ảnh xong á, em về em đưa cho bạn em á. Thì em mới nhờ bạn em nói là anh này tao kết. Thì làm ơn mày nhắn với ảnh giùm vài câu trước giùm tao để bắt cầu qua giùm. Thì bạn em cũng ok. Thì khi mà nói chuyện với bạn em thì em cũng không biết là như thế nào. Nhưng mà một phần cũng tò mò tại vì đang là tầm ngắm của mình mà. Nên mình cũng gọi anh ơi bạn em hai người nói chuyện như thế nào hợp không. Anh nói lúc đó là chỉ nói đúng 3 câu là nói về cái người bạn của em thôi. Còn cả 100 câu sau là nói về hai em không. Mà nói từ lúc 10 giờ tối cho đến 2-3 giờ sáng. Vậy hả? Dạ vâng. Cái gì dữ vậy ta? Nói về chuyện của hai đứa, chuyện gia đình, chuyện tình cảm. Tại vì thực tế lúc đó là em đang có bạn trai. Em đang nửa muốn chia tay và nửa muốn giữ lại. Cũng tâm sự với ảnh qua lại về cái chuyện đó để coi ảnh có ý kiến còn gì không. Nói chuyện được khoảng 1 tháng thì em quyết định là sẽ tiến tới bên này. Em nói là anh Thành ơi, sau thời gian mình nói chuyện với nhau, anh cũng đã biết chuyện tình cảm của em đó. Bây giờ anh có chấp nhận một cái lời đề nghị của em hay không? Một lần nghĩ rất là nhẹ nhàng và dễ làm lắm. Các em hỏi là đề nghị gì với em? Thì lúc đó em nói là chỉ cần anh chấp nhận là cái bóng của em thôi. Cái bóng mà có quy tắc. Nguyên tắc gì? Dạ, nguyên tắc của cái bóng rất là đơn giản anh.
là không được chủ động nhắn tin và gọi điện thoại cho em. Em phải làm trước mới được. Cái thứ hai là không được ghen tị. Thứ ba là không được đòi hỏi. Ảnh lại vâng. Ảnh vâng một tiếng thôi. Ôi, chấp nhận làm kèo dưới luôn ha. Tại sao em nghĩ sao mà em lại đồng ý làm cái là chấp nhận là cổ ở kèo trên, mình kèo dưới vậy? Dạ, em thấy thì vợ em lúc đó là đã thổ lộ cái tình cảm của mình rồi. Đó em cũng có tình cảm và cũng có quan tâm tới. Yêu rồi thì mình mới chấp nhận như vậy đúng không? Dạ. Rồi bây giờ lấy nhau rồi thì ai là kèo trên, ai là kèo dưới? Dạ, ảnh kèo trên nhỉ? À vậy hả? Tình hướng nó xoay ngược. Nghĩa là còn là hết làm bóng rồi đúng không? Dạ vâng, dạ hết làm bóng rồi. Thành 3D luôn rồi anh. Ok. Em kể lại chị cái điều ngoạn mục đó coi chi tiết. Dạ là lúc mà xưa khi mà còn quen á là cái gì anh cũng lo cho em 24/24 hết. Là em bị gì rồi là ví dụ là bị thương hay sao là anh cũng rất nhẹ nhàng cho em ơi. Sao mà ngốc quá vậy, cái gì làm cũng làm từ từ thôi. Thế sau này khi cưới nhau về á sao em lì quá vậy? Anh nói em hoài sao em không nghe? Cái gì cũng phải cẩn thận chứ. Tại sao mà có người ta làm thì không sao mà em làm bị uống ly nước mà cái thành ly cũng đặt như cái răng. Thì hồi xưa lúc em còn là yêu đương á thì là cái đó anh nói với anh là cái sự gặp đẹp tuyệt vời là đi thôi. Nhưng sau khi mà cưới xong rồi thì nó lại biến thành một cái tệ nạn hẳn là em không thể bỏ được. Còn tật xấu gì nữa không? Dạ anh còn tật xấu cũng nhiều lắm vậy, tại vì em sợ không đủ thời gian phát sóng thôi đó. Anh vậy nghĩ coi, mà cái gì mà ăn cơm á mà không, vợ không bới là không chịu ăn, là thà nhịn đói đi ngủ chứ không chịu đi ăn. Phải bới cơm cho phải bới cơm rồi hai chồng cùng ăn mới chịu ăn. Chứ mà kêu anh em kêu anh đi ăn một mình đi để em yên em coi phim, mà cái đó em không bới là nhịn đói. Em giữ cái đó cho chị. Em giữ lập trường cái đó, không có thay đổi. Giữ cái đó rồi cái gì nữa? Anh đặc biệt rất thích chó, mà cứ lâu lâu cứ nói em ơi mình mua chó đi, cứ dụ bên ngoài luôn. Đang thấy em vui vẻ, em mình mua chó đi, em mua chó mình bán có lời lắm em. Thế em mua chó gì mà bán có lời? Mà Alaska bán có lời lắm em. Em nói thôi giờ ok được rồi, anh lập cái kế hoạch của anh đi, rồi em duyệt cái kế hoạch đó rồi em sẽ cho anh thực hiện. Thì từ ngày em nói câu đó coi như em bị gọi là cắn cái ớt đó chị. Sao ấy hả? Gặp gì? Em ơi cái này làm chuồng chó được nè em. Đi cho thầy em ơi đồ ăn này cho chó nè em. Thấy miếng giả em mua giả này mịn lắm em, mua về cho chó nó đắp đẹp lắm nè em. Coi là em mua mình phải dọn chỗ này đi em, chó về nó ở ngoài nè em. Coi là từ ngày đó là lúc nào cũng là chung quanh ảnh là cũng là chằn chỗ dành cho chó thôi. Hồi là em mua mình mua xe đi em, nó mua xe gì anh? Chó. Mình SH đúng rồi anh, mình mua xe mình chở chó chứ mấy xe bình thường chở chó không được, chó nó bự lắm. Nói vậy anh mua bự rồi em anh chở em đâu? Thì em sau lưng anh ôm chó anh chở phía trước. Nói là nhưng mà em nó thích chó đâu, vậy em ở nhà đi anh chở cho đi chơi, coi như là chở nó đi trước rồi anh sau đó có tới phiên em á. Có gì chú quan tâm chó thôi, còn con vợ kệ. Dạ đúng rồi. Còn vợ em sao, em thấy sự thay đổi nhiều không? Về phần vấn đề mà coi phim á, hầu như chỉ coi phim kinh dị thôi. Coi phim từ 8 giờ tối đến tới 2 giờ sáng. Chị cũng vậy. Dạ. Vậy là mình biến thái sao em? Không đâu chị, bình thường chị. Giờ chị coi phim kinh dị cho nó đủ đâu em. Mà phiền lắm chị, mỗi lần mà em coi phim á thì em muốn là một trời một góc, là đừng ai làm phiền hết. Mà cái tính của ảnh là ngủ thì muốn ôm vợ ngủ, còn em thì muốn coi là em coi mình, đừng có đụng gì tới em hết. Mà cứ tối chuẩn bị em coi á thì bắt đầu sáp vô cho anh ôm cái đi anh ngủ. Anh ôm thì bình thường cũng nói nữa, anh ơi anh nói gì lằng nhằng người ta, nó xem coi phim hoài nọ là em bực lên, thôi anh đi ra đi, anh ra khúc kia anh nằm đi để em một mình em coi. Rồi mà đuổi hoài vẫn cứ sáp vô. Em nghĩ là cái cuộc sống vợ chồng á thì đến bữa ăn thì mình ăn chung, đến bữa tối thì mình sẽ ngủ chung. Thì là đến khoảng thời gian đó thì mình đi ngủ để sáng mai mình có sức mình làm. Tự nhiên mê phim hơn mê chồng đó. Bây giờ chỉ có hai cái cần thôi. Đó đúng không em? Thứ nhất á là giữ cái thói quen là hãy mà vợ mà không bới cơm, không cùng ăn cơm chung là không ăn, giữ cái đó. Hai là một cái hợp đồng với nhau. Em đừng có mê phim kinh dị nữa. Thấy không? Bên này anh không được mê chó nữa. Khi nào ghiền quá, coi phim ghiền quá đó thì rủ chồng đi coi kịch kinh dị đi. Dạ. Hiểu không? Ở đâu biết rồi gì? Dạ, em biết rồi. Bà. Muốn biết coi ở đâu rồi hỏi chị Dân nghe. Sao biết chương trình? Dạ, em biết rồi. Dạ. Ok. Rồi cảm ơn hai bạn. Rồi cảm ơn em. Xong rồi ngày thứ nhất em cảm thấy trời đời tuyệt vời quá. Em thấy tự do đã trở lại. Từ bây giờ em được sống với chính mình rồi đó. Ngày thứ ba đầu thấy thiếu. Thấy sao kỳ sao lại có thể không gọi điện cho mình. Xong rồi qua ngày thứ tư nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của ảnh trơn á. Tại vì ảnh được cái ảnh chu đáo lắm. Cái dầu đầu cũng của ảnh mua cho. Rồi cái lượt đâu đâu cũng thấy hình ảnh của người ấy. Cái con mới thấy là vậy là mình còn yêu không. Sao mình nhớ bà vậy. Cái con ráng con chống chế là thôi chắc là cho thói quen á. Thói quen nên mới vậy thôi. Rồi từ từ đi, để mà từ bỏ một thói quen thì phải có thời gian.
Qua ngày thứ bảy thì con thấy là mình cũng nhớ ảnh nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ lỡ rồi giờ sao, nếu mà bây giờ mình lên tiếng mình làm lành trước thì rất là nhục. Em là Thùy Dương, thì công việc của em là diễn viên. Em năm nay là 29. 29 cái xương xanh. Dạ. Còn em là Đăng Duy, hiện nay công việc của em là đạo diễn âm nhạc. Năm nay em 30 tuổi. Dạ. Hai bạn gặp nhau như thế nào? Tụi em học chung trong trường sân khấu điện ảnh. Hồi xưa bạn nhỏ xíu hả? Mình dây nữa mà cao chắc tầm cỡ 1m6. Cho nên mình nghĩ là sao một cái cậu bé như vậy mà lại thi đậu vô trường. Em nghĩ là cậu bé nhìn y như 16 tuổi vậy đó. Thì cái ấn tượng của em là em thấy tội nghiệp quá à. Nhỏ xíu như vậy rồi vô đây học diễn viên rồi sao ra đời cạnh tranh được. Lúc đó là em thi mục đích là làm diễn viên hả? Dạ, thật ra ngay từ đầu là cũng không có xác định được là mình thích cái gì. Mẹ lại muốn con thì được vào cái công việc đó, nó ăn mặc đẹp đẽ. Đó thì mẹ mới quyết là cho vào học diễn viên. Khi mà tiếp xúc với là Dương đầu tiên á, thì trong lớp rất nhiều nam thanh nữ tú, thì tự nhiên bật ra một cái cô ăn mặc theo phong cách người Hà Nội, nhưng mà buộc tóc hai bính nào cũng tưng. Mọi người hay nói Dương là nhảnh, nhưng mà thật ra cái thời điểm bây giờ thì người ta kêu là hơi dễ hơi. Có nghĩa là hai bạn rất là ấn tượng, đúng không? Trong mắt bạn này thì bạn này như một cậu bé. Còn trong mắt của bạn này thì bạn này là một cái gì đó nó hơi không bình thường. Vậy mà thành vợ thành chồng hay thiệt đấy chứ. Đến bao lâu thì hai bạn mới chính thức yêu nhau? Dạ thì lúc đó con cũng đồng ý quen thử coi làm sao đó. Nhưng mà quen vậy chứ 3-7-21 ngày là chia tay. Xong rồi lại quen lại rồi 3-7-21 ngày chia tay. Có nghĩa là giận thường xuyên. Dạ giận thường xuyên. Mà có một đặc biệt là hai dòng cháu giống như có cái huôn rồi đó. Là tới sinh nhật cháu là chia tay. Vậy có khi nào mà giận em bởi vì ghen? Dạ có. Yêu nhau khoảng 2-3 gì đó. Cũng là bạn nữ khác. Đang nhà học thì bạn ấy mệt đó. Bạn ấy ngồi tựa em với bạn này thấy về nhà giận cái chia tay. Rồi sau đó em mới giải thích là nói chỉ là một người bạn bình thường thôi, người ta mệt thì người ta dựa thôi, mình không có ý gì là không. Em không có thích sự va chạm. Rồi sao nữa? Thì em mới bắt chọn chơi với em, nghỉ chơi với bạn gái kia. Rồi có cái lần nào mà Dương mà giận dữ dằn, Duy phải làm một cái gì đó, nó động thái của Duy nó phải lớn hơn nữa kìa. Sau khi 8 năm quen nhau rồi, em mới thấy là có phải là tình yêu hay không. Nếu mà tình yêu là phải bồi hồi, phải rạo rực, phải hồi hộp khi mà nghĩ về nhau phải như thế nào đó. Còn đây em cảm thấy ở bên cạnh ảnh em rất là yên bình, rất là thanh thản. Em sợ là mình đang bị ngộ nhận. Đó thì lúc đó là tụi em có hùm tiền để mà làm một cái dự án. Thì cái dự án nó thất bại. Nhiều lý do nó chồng lên cái làm em điên lên. Cái em cứ cầm ràm. Đó gì sao? Cái công ty bị phá sản, Dương lại cầm ràm nhiều thứ nó dồn lại cho nên Duy cảm thấy bị stress quá nặng. Em không thích chia tay. Lần đó là lần đầu tiên em nói chia tay trong 8 năm yêu nhau. Vậy thì cảm xúc của Dương lúc đó như thế nào? Tại vì trước đó là em đã cảm thấy rằng là chắc là hết tình yêu rồi. Cho nên mình nghĩ là thôi chia tay đi, hai đứa còn trẻ thì còn nhiều thứ để tập trung lo hơn. Thế là em cũng đồng ý. Xong rồi ngày thứ nhất em cảm thấy trời đời tuyệt vời quá. Em thấy tự do đã trở lại. Từ bây giờ em được sống với chính mình rồi đó. Qua ngày thứ hai bắt đầu là thời gian mình dành cho những người bạn thân của mình. Tại vì thời gian mà mình chơi với ảnh là mình bỏ bạn thân mình qua một bên. Xong qua ngày thứ ba đầu thấy thiếu thấy sao kỳ sao lại có thể không gọi điện cho mình. Xong rồi qua ngày thứ tư nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của ảnh hết trơn á. Tại vì ảnh được cái ảnh chu đáo lắm. Chai dầu gội đầu cũng của ảnh mua cho. Rồi cái lược đâu cũng thấy hình ảnh của người ấy. Dừng lại chút xíu nè, đó là cảm xúc ngày thứ tư của Dương. Còn Duy, cảm xúc ngày thứ tư của Cưng sao? Khi mình đã xác định yêu thì yêu mãnh liệt lắm. Nhưng mà một khi mà đã chia tay rồi thì gần như là xóa hết những cảm xúc. Ngày thứ năm thì Dương sao con? Dạ, bắt đầu ngày thứ năm là thấy buồn quá. Con nghĩ giờ sao ta? Thì cái câu hỏi đó nó lớn qua ngày thứ sáu. Cái con mới thấy là vậy là mình còn yêu không? Sao mình nhớ hoài vậy? Cái con ráng, con chống chế là thôi chắc là do thói quen á. Thói quen nên mới vậy thôi. Rồi từ từ đi, để mà từ bỏ một thói quen thì phải có thời gian. Qua ngày thứ bảy thì con thấy là mình cũng nhớ ảnh nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ lỡ rồi giờ sao, nếu mà bây giờ mình lên tiếng mình làm lành trước thì rất là nhục. Rồi đến ngày thứ mấy thì? Dạ thì cũng trong ngày thứ bảy đó luôn. Thì mọi người mới bày cho con cách, bây giờ con giả định. Lúc đó con đang nằm coi phim ở nhà thì có gọi cô, một cô gọi điện thoại. Dương nó quay phim nó mệt quá, nó nằm xỉu ở đồng phim nè. Bây giờ có cách nào gọi điện thoại cho người nhà hay là giờ nó sao giờ không biết nữa, cứ nói dạ được rồi, để em chạy lên. Thấy đang nằm một đống thì sức dầu rồi mát xa đầu. Thì tự nhiên thấy nhìn con này khóc coi như mắt nhắm mà lệ rơi đó. Rồi sau đó là cưới, quyết định cưới luôn.
Bây giờ hai vợ chồng á là ai là cái người mà nắm giữ tiền? Tiền anh xài, tiền em xài. Nhưng mà sau đó có những cái khoản chung thì Hùng lại để trả. Tại vì bạn này rất là nhạy cảm về tiền. Đụng tới vấn đề tiền là bạn này giống đụng tới sinh mạng vậy đó. Dễ nảy lên đúng không? Bạn này là bạn tính rất đi bo. Còn em thì ngược lại, em rất là thoải mái. Đàn ông đa phần là gì? Thật ra nếu mà hai người đều hào phóng giống nhau thì chết. Dạ. Nó là tan nát. Duy đã giao kèo với Dương ngay từ đầu, đi lo hết mọi thứ ở trong nhà. Như là Dương chỉ cần bình thường sống vui vẻ là được rồi, đừng có gây thêm căng thẳng là vui rồi. Còn như bạn này thì không có thích cho bình thường. Dạ đúng rồi. Đúng không? Có lần nào mà bất bình thường mà nặng đô? Dạ có, dẫn đến là cái đơn ly dị vẫn còn để ở nhà nằm hoài tới bây giờ. Quá. Như là hai em đã có nghĩ đến cái chuyện ly dị hả? Dạ, cưới nhau được 2 năm, 3 năm rưỡi. Gần như là năm nào cũng có chuyện muốn ly dị hết trơn á. Mà lý do gì mà dẫn đến cái chuyện mà phải ly dị? Đợt đó là ảnh dụ em đi Singapore chơi. Dụ em? Cái ảnh hỏi thích mua này không, thích mua kia không, thích que cho đã. Rồi đến lúc về bị vượt gấp đôi cái số tiền dự trù ban đầu. Rồi ảnh kêu em phụ hùm vô để trả cái phần dư đó. Hôm đó là Duy đã phạm một cái gọi là một cái quy tắc của gia đình là quá nặng đúng không? Gấp đôi dự trù. Dạ. Và sau đó thì bắt Dương phải hùng cho nên là bực bội. Ảnh không phải ép là em phải bỏ ra. Nhưng mà cái cách nói của ảnh làm cho mình cảm thấy mình thật là độc ác. Nghĩa là... Tự nhiên là người ta như đưa mình vô cái thế mình trở thành người độc ác, trở thành người quá kỳ bo. Chịu không được. Là chia tay đó. Thì con mới phản ứng lại, ảnh lại tự ái lên. Thành ra là mình nói, ủa lỗi tại mình nè. Đó, trong khi là lỗi đâu phải tại mình đâu. Nếu cô không hỗ trợ thì tự tôi lo một mình. Hả? Đúng không? Sau cú đó là vài ba ngày sau á là cứ chiến tranh lạnh, không có nhìn mặt nhau, nó dồn đi. Thì em ly dị đơn download trên mạng về ký sẵn. Có ký không con? Dạ, ảnh được một cái là ảnh vừa đấm vừa xoa đó. Ngay buổi sáng vậy á, cái buổi chiều con dọn đồ về nhà con rồi thì ảnh lại có vé xem phim hay là có một cái gì đó quyến rũ con. Thế là dạ, lại hết giận. Có lần nào mà cũng đòi ly dị đó không? Dạ nữa. Còn trước khi là con quyết định sanh là ảnh cho con thấy là ảnh rất là yêu em bé này kia đủ thứ. Ảnh năn nỉ con là có em bé này kia ảnh chăm hết để cho con yên tâm đi làm. Khi mà có em bé rồi á thì không được 100%. Tại vì con lo việc gia đình, con lo luôn cho Thùy Dương. Tại vì Dương này là mê công việc, bỏ ăn bỏ uống, con vừa lo cho em bé. Công việc của con nó vào mùa, con cũng hơi bị quá sức. Một ngày con ngủ có 2-3 tiếng hồ. Thì con nói, em ơi em bớt chút thời gian, em bớt làm lại để hỗ trợ anh không con. Rồi, phạm vào cái điều cấm kỵ của... Lại hỗ trợ nữa. Thế là ly dị. Thế rồi bây giờ ở Dương có mong muốn Duy thay đổi gì không? Muốn ảnh đừng thay đổi, ảnh trở lại giống như hồi xưa á, ngoan hiền, nghe lời em. Bây giờ là Duy mong muốn ở Dương điều gì? Thẳng thắn luôn. Đó. Có gì hỗ trợ nhiều anh? Nhiều quá không biết nói như thế nào. Nhiều quá không biết câu nào trước câu nào em sau. Em phải luôn luôn hỗ trợ anh. Bây giờ cô nói nghe nè, cái chuyện mà Dương mà muốn Duy á, giống y như hồi mà tụi con yêu nhau á, là cô nghĩ rằng nó là một cái gì đó hết sức là bất khả thi. Cô nói thiệt, mặc dù tụi con có quá trình yêu nhau rất là lâu, thế nhưng trong cái cuộc sống vợ chồng hôn nhân nó phải có sự thay đổi. Thay đổi đây không phải là thay đổi về bản chất con người, mà thay đổi do cái môi trường nó có những cái khác đi. Ví dụ như là tụi con có một em bé, bản thân con khi mình đã là mẹ rồi, là vợ rồi, mình cũng không thể nào như ngày xưa được nữa. Mình phải sẽ chia cái công việc của mình. Thời điểm này con vẫn bo vô sự nghiệp của con là không được. Con phải dành thời gian cho con của con là thứ nhất. Thứ hai là cho chồng, cho gia đình, sau đó mới là công việc. Đó là cái kinh nghiệm của cô. Cô mong rằng là xong chương trình này thì con sẽ suy nghĩ cái kinh nghiệm mà cô sẽ chia với con. Bởi vì có được người chồng như vậy là bị hiếm đó nha. Tìm cô ga nữa đó nha. Cảm ơn con nhiều. Rồi, thì giờ cho phép con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thận ạ. Và chào quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, chào con. Dạ. Mời hai con giới thiệu về mình. Dạ con là tên là Trương Vinh, hiện tại là đang ở Thủ Đức. Con dạ. Làm nghề gì? Dạ bình thường thì con kinh doanh sản xuất trà rồng nhỏ Kiền Tiểu Long. Dạ. Chú Thuận là đã từng đến gõ cửa thăm nhà chú Trương, chú Kim Tiểu Long rồi. Dạ. Đó và chú bữa cũng đó đã thấy. Chú, mà. Chú cũng đã thấy là cái gì trà rồng nhỏ rồi đó. Dạ. Đó. Và chú cháu mình đã gặp nhau đúng dạ. không? Có nghĩa là con là cháu của chú Kim Tiểu Long hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà trước đây là con có tham gia đi diễn hay đi hát giống như là cậu dạ, Kim Tiểu Long không? Con thì con có làm một hai cái MV ở trên với lại kêu cái MV ca nhạc ở trên YouTube này kia với hồi đó con cũng có học cô. Nhưng mà cô chắc không nhớ con đâu. Ủa con học khóa mấy? Con học K5. Ôi trời ơi, K5 là lâu lắm rồi đó. Lâu lắm rồi. Con học K5 là... Xong con học biết sao cô không nhớ con không? Sao?
Ngọc giữ chừng nghỉ phải không? Con học 3 tháng hết tiền nghỉ. Anh Long nó qua Quốc Thảo đó. Rồi xong rồi qua bên sân khấu của bên thầy Quốc Thảo đúng không đó? Dạ. Rồi giờ học còn học bên bạn không? Dạ không, con nghỉ 3 tháng con hết tức tiền. Tức là 3 tháng là từ chỗ của chị đã nghỉ rồi. Dạ. 3 tháng là con hết tiền rồi, con đâu có nghỉ rồi. Dạ. Con mới vô make up xương xương rồi. Rồi bây giờ cái công việc chính của con là ca sĩ đúng không? Dạ, kinh doanh. Kinh doanh luôn. Dạ. Thôi bây giờ lâu quá rồi mình có đi hát không vậy? Dạ con chỉ làm MV trên YouTube thôi. Thôi sẵn hôm nay đến với chương trình Vợ Chồng Son thì con có thể góp vui bằng một cái câu hát nào được không con? Hát giao lưu đi con. Dạ thì để con thử làm sao. Hát thiệt luôn đi, khổ thử. Hát bài đúng gì ta? Là, cái MV nào được của con ở trên YouTube á mà con thích á, con hát đi. Con có cái bài bài đám cưới. Rồi. Dạ. Thì con chỉ hát một đoạn trong cái bài đám cưới thôi ha. Đúng rồi, bắt đầu. Dạ, nhưng mà lên đây gung quá mọi người thông cảm nha. Con đứng lên đi cho nó thoải mái, cho cột hơi nó ngon lành coi. Dạ. Ừ. Chuyện này mình hát cái bài về đám cưới là đúng rồi đó. Hay lắm. Chồng son mà. Không có nhạc hát trai. Hát trai hả? Vấn đề gì đó. Bắt đầu. Dạ. Thiên hoa mình đi trên sông rộn ràng như là xuân sáng, đông vui họ hàng cô bác bao câu chúc dành cho đôi mình, giặt cô dâu trong thật xinh đi theo anh dê dính, anh nữa không thể lòng yêu em như lúa yêu đông. Hay quá. Nhưng mà hơi gung nghe cơ. Không có gì đâu. Anh tôi là cái thần thái thôi. Dạ. Rồi vậy là năm nay con nhiêu tuổi nè? Dạ năm nay là con 27 tuổi. 27 tuổi rồi. Dạ. Là sinh năm 96. Trẻ quá. 27 tuổi. Rồi, mời con. Dạ, lời nói đầu tiên con xin được chào cô Hồng Vân. Con xin được chào chú Quốc Thuận. Em xin được chào tất cả khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Hàng Thị Hồng Lan. Năm nay con 33 tuổi. Con đến từ thành phố Thủ Đức. Dạ. Hai đứa ở Thủ Đức hết luôn. Dạ. Là chung thành phố với cô đó. Ủa nhưng mà hai đứa còn ở chung với cậu Kim Tiểu Long không? Dạ còn. Quên xin lỗi, hai đứa còn ở chung với cậu Kim Tiểu Long không? Dạ có. Rồi, đã vậy gặp là, nhau rồi. Ừ nhưng dạ. Mà vậy là con làm gì? Con cũng làm giống chồng luôn. Dạ thì hiện tại thì con vẫn còn làm bên quản lý cái app livestream. Ừ. Dạ. Giỏi vậy. Dạ. Ồ. Bây giờ thí dụ như chú muốn livestream. Dạ. Mà muốn cho tăng cái lượng tương tác lên. Dạ. Chú liên hệ con đúng không? Dạ, tại vì con thì làm bên mảng BeOnline và TikTok. À vậy hả? Dạ. Rồi, thôi. Rồi bây giờ chắc có lẽ trong câu chuyện tình của hai bạn này rất là nhiều điều thú vị đây. Thú vị đó. Anh chồng 27, rồi cô vợ là 33. 33. Lớn đâu có nhiều đâu, có xíu à. Có xíu à. Đó. Vậy thì cái mối tình mà chị em nó bắt đầu như thế nào? Rồi, lần đầu tiên các con gặp nhau ở đâu? Dạ lần đầu tiên thì con gặp ở bên gần nhà vợ con nè. Ừ. Cái này chắc để vợ kể trước thì nó hay hơn. cái lần mà gặp đó là vô tình là cái mùa đó là mùa dịch. Thì có một số anh em ca sĩ không có đi hát được. Thì mới đăng ký con làm trên cái app live stream đó. Thì vô tình có một cái chị ca sĩ đó chỉ làm cho con. Thì con mới đi vô trong xem chỉ like. Thì chỉ like chỉ lại là bạn của cậu Kim Tiểu Long. Đó thì đi chung với lại cậu để live stream. Thì khi mà chỉ live stream á thì con đi vô đó con coi cái idol của mình live như thế nào. Thì vô tình mới gặp cái anh này, anh cứ đưa cái đầu đưa lên đưa xuống thập thò con thì gắt mắt nghe không, con thấy người ta làm gì là con chọc thế mà là xuất hiện trong cái like của cái like của một cái idol, cái đầu đưa lên đưa xuống xuống, cứ thụp lên thụp xuống rồi lý la lý lắc thì ghét đúng không? Dạ thấy ghét lắm. Mà mình thường thì không có thích trai trẻ. Không có để ý tới cái vụ mà trai trẻ này thì cứ vô tình vậy, cứ chọc qua chọc lại vậy đó cô. Nhưng mà cái lúc đó là con nhìn thấy bạn lóc chóc này á, dạ. Con có nghĩ là bạn nhỏ tuổi hơn mình không? Nhìn thì cũng biết là nhỏ, tại vì nhìn ở trong cái app line nó quá trẻ đi. Thì đó, bạn đã nói là bạn không thích trai trẻ. Dạ. Nhưng mà làm sao qua được cái câu nói của ông bà mình, ghét của nào trời trao của nấy. Dạ, đúng rồi đó. Bây giờ mình xem có cái phần của này họ trao làm sao nè. Đó, còn con sao, con gặp bạn này có ấn tượng như bạn không? Dạ thì gặp thì hai đứa cũng ngại lắm, không có dám nhìn nhau luôn. Xong rồi cái thôi giờ kể đi. Thì xong rồi cái sang ngày hôm sau á thì anh này ảnh mới gọi điện nhắn tin cho con, nhắn tin Facebook. Tại vì cái chị kia ra chỉ giới thiệu là anh này bạn này là cháu của Kim Tiểu Long nè, hai đứa kết bạn làm quen.
xong rồi nhắn tin cho anh này cũng nói như vậy. Thì cái chị đó là làm mai, giống như kiểu làm mai vậy đó cô. Xong rồi mới ra thì ngày hôm sau mấy anh này mấy con vô con bấm like, con coi lướt vô Facebook con coi sao thì thấy chụp hình cái con bấm like, con kêu trai đẹp. Thì nghĩ là mình trước, chỉ chọc con thôi. Trước mà. Có nghĩa là mình chỉ là nghĩ trước hiểu không? Nghĩ là mình chỉ chọc đùa thôi. Thì ra ngày hôm sau thì anh ấy mới gọi điện cho con hẹn gặp. Nhưng mà con không có thích gặp tại vì con lo con làm không mà con không thích đi gặp ai hết trơn á. Rồi mình cũng like ở trên app thì nhiều khi ảo nó quen rồi mình không có dám đi rồi ra ngoài. Bây giờ lần đầu là gặp nhau tiếp theo có thể là đi ăn uống hay là đi xem phim nữa, đó là lần dạ. Khi nào? Đó là sau ngày hôm đó luôn, sau ngày hôm đó luôn thì con không dám gặp. Nhưng mà cái gọi cái chị idol á, cái chị idol đó là hỏi hẹn đi đi ăn chè. Thì nó ok, nếu mà chị đi thì chị rủ luôn cái bạn đó đi đi. Tại vì có gì đi chung mà mình cũng sợ đỡ sợ bị lừa, bị gạt gì đó. Với lại mang cái mác là cháu của Kim Tiểu Long nữa thì chắc là không lừa gạt gì đâu. Nên thử gặp coi làm sao. Thì mới đi chung. Nhưng mà con á, con trai là con thích bạn liền à hay sao? Con nhìn bạn là con thích liền hay sao? Dạ giống như là gặp xong rồi là tự động cái mình thích sao đó, không biết trong trong lòng của mình rất là rạo rực. À là thích đó, là thích đó. Dạ. Đó là xuyến xắn đó dạ, con. Ừ. Thì con nghĩ cái gì cũng là một cái duyên đó. Ừ. Là con không có khe cái vụ mà lớn tuổi hơn hay là nhỏ tuổi hơn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái lúc cái lần đó gặp là con xưng bằng gì? Cũng em. Em có nhắn tin con kêu em rồi. Ờ đó, đại đó. Tức không là bạn rồi. Này đã xác định từ đầu luôn rồi là cái đối tượng này mình cần phải tấn công đó. Với lại cái gu đó. Của con là phải lớn tuổi hơn. Đó. Bên này không thích cái gu nhỏ tuổi, bên này thì thích cái gu lớn tuổi hơn. Rồi bây giờ lần đầu đi ăn đó là đi ăn gì? Dạ đi ăn ốc, ăn hải sản. Ăn mà ngồi gần vậy này không dám nhìn mặt nhau luôn. Rồi cũng không nói chung là run lắm, không có nhìn không gì hết trơn, chỉ nói chuyện với cái chị idol đó thôi. Trời. Xong rồi cứ ăn vậy, ăn xong đi về. Dạ. Cái qua ngày hôm sau, qua ngày hôm sau cái con đang đi tập gym ở phòng đó, cái cậu nhắn tin cho con là ngủ đi uống cà phê, cái nó thôi vậy mình đi xe Honda đi hé để mình hóng gió, cái con mới chạy xe Honda vô thì tại vì nhà con ở quận 9 thì nhà của vợ con thì bên Tuốt Bình Tân lận, thì mỗi đứa đi nửa đường, đồ xa lắm á, dạ, thì mỗi đứa đi nửa đường thì tới quận 5 là có quán cà phê Đà Lạt phố đó thì vô đó uống cà phê, rồi xong uống cà phê xong cái đứa thì làm rớt cái ly, đứa thì làm rớt cái muỗng, gung, không biết sao gung mà nói cho con đâu có vụ mà gặp gái mà gung dữ vậy. Mà mới là sao kỳ vậy ta? Cái hồi cái ăn uống xong rồi cái đền cho người ta cái ly với cái đền cho người ta hết cái ly nữa. Rồi xong rồi cái chở bỏ cổ đó, xong cái con chạy ra Nguyễn Trãi, con mua thêm cái nón bảo hiểm 40.000. Là tốn thêm 40.000 tiền cái nón bảo hiểm nữa. Rồi chở có qua bên ngay chỗ hầm Thủ Thiêm. Mà mới lúc đó mới có 8 giờ rưỡi à. Con nói chở vừa qua tới hầm cái cầu quận 2 á, bắt ngang á là chết em ơi, hỏi sao vậy anh, bây giờ hầm nó đóng cửa rồi, giờ mình qua không có được nữa. Giờ hầm nó đóng cửa mình qua không có được nữa, bây giờ mình không có đường về, bây giờ chỉ có nước mình cũng khách sạn thôi chứ mình không có làm gì được nữa. Giờ làm sao về, cổ cũng lo, cổ đâu biết đó giờ có trong nhà không, mà có ít ra ngoài đường lắm, cổ không biết là hầm đóng cửa giờ nào giờ nào. Cái người hồi cũng nói chết cha, mình nói vậy rồi ở đây vòng vòng đây mình đâu có biết khách sạn nào, mình vô cái chạy qua bên cái mình biết cái khu Trung Sơn khách sạn nhiều lắm. Cái mình chạy ngược qua hầm, ủa anh ơi sao lại cái hầm chạy qua được rồi. Thì chắc nãy giờ chắc bữa nay nó đóng cửa hơi trễ. Bữa nay là nó đóng cửa hơi trễ. Cái cổ cũng tin, cái chạy qua bển cái vòng vòng qua bển, ủa sao cái khu này sao nãy giờ em thấy toàn là khách sạn không nha anh. Tại vì bản nào nó cũng để khách sạn hết trơn á. Cái kêu vô á, thôi không vô đâu. Cái kêu hoài cũng không vô. Cái dụ con, thôi giờ mình về nhà em đi. Không đi khách sạn tại ngại. Không phải, cậu biết sáng con mới biết cái lý do là cậu sợ cậu xấu không có đồ make up buổi sáng. Cậu không muốn ai nhìn cậu xấu trong cái lúc buổi sáng hết đâu. Về nhà cậu. Dạ, về nhà xong cái bắt đầu cái dụ con. Về nhà xong rồi cái bắt đầu tính dụ con đó là đưa về nhà xong rồi đi lên lợi lên nhà luôn. Mà lúc đó con diễn dữ lắm, con diễn cái nét mặt rất là tội nghiệp. Để cho cậu thương hại. Đó, rồi xong cái thấy sao thấy tội nghiệp. Cái nó anh ở đây đợi em đi. Lên chợ anh dọn nhà cho anh dọn chó dọn đồ gì ui tùm lum ở trên đó. Rồi xong rồi cái mắt con đợi nửa tiếng đồng hồ như này. Thôi cũng gán đợi vì gái mà cũng gán đợi đêm, coi như là đêm nay là chắc chắn là mình có lời rồi, đúng ngon rồi mình ngon rồi không sao rồi đợi xíu cũng không sao. Rồi cái lên nhà cái kể đi. Trời tới chuyện tới khúc nóng bỏng cái là cái nhường cho vợ kể. Để chấp kể đi. Kể đi. Thì cái lúc đó là nói chung là không có ý định là sẽ quen cái anh này.
rồi rủ mình đi khách sạn, mình lo quá không biết sao đây, không biết, nói chung là mình cũng hồi hộp lo, chưa tìm hiểu chưa gì hết trơn mà đi như vậy rồi không biết có sao không, rồi suy nghĩ cũng đắn đo, mình tính lừa thôi, đi về nhà là để mình chuồn về cái khu vực cái ổ của mình, xong rồi cho anh ta đi về, thì mình mới nói là đi về khách sạn bên gần nhà nhà em đi, thì mới trở về, đi trở về bển, trở về bển xong rồi về tới chung cư rồi cái bước xuống xe, cái anh hỏi thiệt á hả, về thiệt á hả, thì lúc đó tự nhiên mình nhìn cái mặt rất là tội nghiệp, diễn quá diễn luôn, cái mặt diễn quá diễn, học làm 3 tháng mà làm học cô 3 tháng mà là mình không biết sao, tự nhiên không biết sao thấy thương, dạ xong rồi kêu vậy thôi đứng ở dưới này chờ em xíu, mình mới chạy lên trển, tại nhà họ không có ai hết, có nuôi chó rồi đó, thì mới dẹp dọn rồi này kia xong rồi xuống chạy xuống dưới rước lên rồi đó, đêm đó là đêm định mệnh. Định mệnh. Dạ. Rồi sáng hôm sau con làm sao? Cái nửa cảnh... đêm không có, nửa đêm có ngồi, có nằm, có khóc. Có nói, ủa sao khóc trời? Mình thì mình lạ chỗ mình ngủ không được. Cái tính ngộ đó, lạ chỗ ngủ không được, cái bắt đầu lấy chân lấy đồ đá vô giường cớp 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 vậy đó, cái khổ tưởng rồi ăn quả xong rồi hiểu không? Là dạng như là chuẩn bị cách chuồn. Qua ngày hôm sau là chuẩn bị là xong rồi đó, là nằm tự nhiên khóc, hít. Hỏi làm gì khóc, nó sợ bỏ. Sợ này sợ kia, bả thì sống tình cảm. Rồi sao rồi lúc đó con nói thì sao? Nó trời ơi có đâu rồi kia nọ gì đó, ăn ủi cổ đi cho cô dịu xuống một cái không à, lúc rồi... đó là lo lắm, lo rồi sợ nữa, rồi về sáng rồi không biết sao đây, rồi cái cuối cùng cái mình nghĩ là thôi coi như đây là một cái hạnh phúc mà mình lựa chọn thì mình hãy tin vào điều đó đi và coi như là đánh cược xem nó như thế nào, mình cứ tin tưởng đi, hạnh phúc là có thì hay quá. Rồi cuối cùng là hai đứa chấp nhận là quen nhau. Và sau đó mấy ngày sau thì rất là 12 giờ đêm em con live stream rồi đó, là 12 giờ đêm rồi là đi hát với cậu Kim Tiểu Long về, xong rồi là mua bịch hủ tiếu xách toàn ten từ ở bên quận 9 chạy qua tới bên con cho con ăn đó. Rồi ngày lúc nào đó con rất là hạnh phúc, dạ đúng con rồi, thấy rằng là mình lựa chọn đúng rồi. Nói chung là hai tình yêu hai này vô đúng chủ đề chương trình mình luôn. Yeah. Ừ, đúng chủ đề của lớp luôn đó. Đó, tình yêu là lựa chọn. Yeah. Đó, rồi lựa chọn rồi đó là sẽ thấy có hạnh phúc đúng không? Dạ. Yeah. Mình cứ tin vào điều đó thì phép màu nó cũng sẽ đến. Mặc dù là cũng có hơi lo. Tại vì dạ. Nói mà sau đó có nói như tụi con á là hạnh phúc á là để lựa chọn. Dạ. Yeah. Rồi. Có nghĩa là lần đầu là uống cà phê rồi đi ăn ốc. Dạ. Xong lần thứ hai là uống cà phê. Là đi qua nóc hầm xong mà đi về đúng nhà rồi đó, luôn đó. Là chỉ có hai lần thôi đó. Giống như một cái tình yêu sét đánh mà nhiều người không biết đó. Nhưng mà chuyện xảy ra cách đây mấy năm rồi con? Dạ khoảng mới năm 2020 rồi cô. Là cách đây 2 năm. Dạ. Mùa dịch đó phải không? Dạ đúng rồi. Trước dịch 2 năm. Dạ, rồi sau không? Đó bao lâu thì tụi con làm đám cưới? Dạ lúc đó là tụi con quen là vào tháng 5 của năm 2020. Xong rồi tới tháng 11 á, của năm 2021 thì tụi con mới kết hôn. Vừa hết dịch cái đúng không? Dạ. Đúng không? Kết hôn để... Và trong cái khoảng thời gian mà các con quen nhau đó thì là cái tình cảm nó có xích mích không? Nó có chia tay chia chân gì không? Hay là nó trơn tru bằng phẳng? Có giống như là có một đợt đó là có bầu, nhưng mà không biết là có bầu, tại vì cái tính tình tự nhiên thay đổi đột ngột á cô, rồi xong rồi cái đụng cái làm chặn làm thượng cái bắt đầu xách đồ bỏ nhà đi, ví dụ vậy, rồi cũng xách đồ bỏ nhà đi, mở cửa cho ra đi xong rồi cái đi ra ngoài kia thôi, đi ăn trước ăn chè rồi đi về, làm như phụ nữ mà có bầu hay là mang thai bắt đầu thay đổi tính tình đúng rồi. Dạ. Nhưng mà chỉ có lần đó thôi đúng không? Dạ, với còn một lần nữa. Là một lần nữa là lúc đó là sinh nhật năm đầu tiên của chồng con. Thì con mới tổ chức ở một cái quán lớp nhỏ để gia đình anh em rồi tới chơi. Thì hôm đó là tới chơi thì một cái bạn nữ của anh này mới mời tới để làm mai cho một cái anh khác. Nhưng mà không biết sao tới rồi, biết tiệc sinh nhật, biết có chồng có vợ rồi, tại vì bó bông cũng để ông xã rồi này kia. Mà cái bạn nữ đó thì lại chăm sóc chồng mình trong khi mình ngồi đó kế bên dặm mồ hôi rồi lau rồi các kiểu. Trời ơi nó sôi sục nó nóng lên mà cái vậy chứ không lẽ giờ ta dặm mồ hôi mình lấy ra. Okay. Ủa, thì mình phải có một cái cách xử lý nào đó, tại vì người ta nói là phải để cho những người khác là phải ghen với vợ mình chứ đừng để vợ mình phải ghen lại đúng không cô? Con xử lý sao? Thì lúc đó con rất là bực luôn á, nhưng mà con thử ngồi im coi chồng con làm cái gì, nhưng mà cứ để im cho cái cô đó rồi chụp hình tự sướng rồi chậm mồ hôi rồi vậy đó. Con bực quá con mới ngồi con làm lẫy kiểu giống như là vẫn im lặng, quay qua chỗ khác mời người này uống, mời người kia uống và chơi ăn vậy thôi. Rồi hồi lúc đó đã lấy nhau chưa? Hay lúc còn... đó chưa. Ai có đang yêu dạ, gì đúng lúc không? Đó là đang quen rồi, chỉ có một lần kịch liệt đó thôi. Chứ lại lần rồi sau đó có giận không?
về thì cứ láp giáp rồi cứ nói vậy á, là chỉ muốn là chồng phải có cái cách cư xử tốt hơn, là dù sau này đối với những người khác nữa đó là chồng phải xử lý cho nó tốt thôi, chứ không phải là mình ghen bậy ghen bạ. Không, cái đó là ghen đúng chứ đâu ghen bậy đâu con. Trong trường hợp đó gặp cô cũng ghen. Nhưng mà con không có chịu đựng như con đâu. Việc gì cũng giải quyết. Nếu chồng con không giải quyết được thì con phải là người giải quyết. Ủa chứ sao nữa em? Nhưng mà đông quá rồi. Nhưng mà đông, đâu có rồi, đâu vấn đề gì. Với lại mình cũng ngại sợ chồng. Không, em đâu có. Trời ơi, đâu có phải tự nhiên vô vô mà chửi rủa la mắng người ta, không có. Thể hiện đúng không? Không có thể hiện luôn. Chứ sao giờ? Chỉ cần nói bây giờ như đang lau chùi mặt mũi đúng không? Chị chỉ cần cầm nhẹ cái đó, chị nói là xin lỗi bạn, đây là bạn trai của tôi. Đó. Đúng không? Anh ấy là bạn trai của tôi. Tại vì nếu như không có tôi thì bạn làm thế này thì có thể được, có thể chấp nhận được, và thậm chí là tôi còn cảm ơn bạn nữa. Nhưng có tôi ở đây, bạn có thấy bạn làm vậy là kỳ không? Đúng không? Ví dụ như ảnh là người yêu của bạn. Nóng quá. Ví dụ như nếu mà ảnh là người yêu của bạn đi mà giờ tôi làm y vậy, bạn chịu được không? Đó. Xin lỗi bạn, vậy thôi, rất là đàng hoàng. Thì tự động khi con xử sự vậy, anh này về anh sẽ rút kinh nghiệm. Dạ. Sao mình, sao mà mình có thể nhu nhược tới cái mức mà mình không xử lý được mà để vợ mình nó phải làm điều đó cho mình vậy? Đúng không? Dạ. Một mũi tên một, bắn đó. Hai. Thấy chưa? Thấy anh cố tình anh hỏi đi chị Vân. Đưa ra một cái kinh nghiệm, nó không chỉ ra cho hai vợ chồng con mà tất cả quý vị khán giả khi xem chương trình này cũng lấy đó là một bài học kinh nghiệm để chúng ta xử lý tình huống. Mà rất là lịch sự thôi, mình đâu có việc gì phải ăn to nói lớn đâu đúng không? Dạ. Không có tôi thì bạn làm vậy tôi rất cảm ơn bạn, nhưng mà có tôi rồi thì bạn làm như vậy tôi thấy nó hơi kỳ. Rồi, và coi như là các con là sinh em bé xong mới đám cưới hay là đám cưới rồi mới sinh em bé? À, tụi con thì con chỉ mới đăng ký kết hôn thôi, nhưng mà xong sau này á, tại vì tụi con đang mua nhà mua cửa xong rồi, cái nhà cửa tươm tất hết mọi thứ rồi, bắt đầu con sẽ tổ chức đám cưới sau. À, mới đăng ký kết hôn thôi kết đúng không? Nhưng mà bây giờ là em bé bữa là chú bồng phải không? Dạ dạ đúng rồi. Năm nay bạn mấy tuổi rồi? Dạ vừa trong một tuổi luôn ạ. Vừa thôi trai, nói xong gái vậy con. Dạ, con trai. Trời, giống chắc lắm. Giống ba hả? Dạ. Trai chắc giống ba rồi. Y gặp y đúc luôn. Rồi bây giờ qua cái phần kia đi. Đó, đó cái phần, cái phần mà sau khi mà lấy nhau rồi đó. Khoan. Đen. Rồi, đợi xíu nữa coi. Không có gì mà. Tự nhiên nó rực lên. Leo lên đây đi mấy cưng ơi. Sao vậy? Rồi, nó rực lên. Dạ, này chị, đây nè. Nó rớt cái Vinfast. Ờ. Đó mặt vàng khe. Cười nhiều quá ha. Uống nước đi, lấy nước cho bé uống kìa mấy đứa ơi. Con ơi, con nói bà Đào Quyền Trân, bà đưa cho cô cái điện thoại đi, cô đang cần tin tức á. Bà Trọng mới nấu cơm đúng không? Để gửi cho coi cổ cho nó dịch rồi. Rung. Coi như trường cô là không có khóa 5 đó. Dạ đúng rồi. Nguyên cái khóa 5 con á thầy giải thảo hốt qua bển, đâu có không thảo hốt qua bển. Này. Đã vừa xong hết vừa cái sân khấu đó xong rồi thấy mấy bạn con đi hết trơn. Ờ đó. Mon này kia nó đi hết. Đó thầy thảo hốt qua bển. Thầy thảo thầy Minh chia. Không, thầy thảo thôi chứ không có thầy Minh. Thầy Minh là sau nữa. Có thầy thảo làm trước xong rồi qua mới qua thầy Minh. Là con vừa nghỉ xong là tự động gom qua thầy thảo, gom qua thầy thảo hết. Là cái khóa chung với khóa 5 đó. Khóa 5. Phúc nữa phải không? K5 dạ. Phúc con Thanh nữa. Dạ. Hồi đó tôi bên đó mà. Xong ông Thảo là tới ông Minh đó. Ông Minh là coi như là chia của 50 theo cha, 50 ở lại với mẹ đó. Thằng Trung Anh nó đang quay cho em nè, dễ thương lắm. Anh cho em đi xem. Mà giờ nó đang học chuyên khoa đúng không? Phải cho nó chuyên sâu, cho nó học chuyên sâu. Em nói á, tụi em bây giờ là những người sẽ tự đưa các em lên nổi tiếng chứ không ai. Thay vì mình chờ người ta cho một cơ hội, mình phải tự là cái người đưa mình lên. Giờ quá vậy. Các em phải gom lại với nhau, thay vì ngồi nói chuyện tầm xàm bá láp, ngồi lại với nhau, bữa nào chị nói với tụi nó. Ngồi lại với nhau suy nghĩ tìm gì nó được úp lên. Được úp lên kênh của cô sẵn sàng sức khỏe. Chị tạo cái mục á, cái thứ mục á Dân. Chị biết rồi. Chụp hình. Chụp hình với cô. Tranh thủ. Con ơi. Ôi trời ơi, cái vị trí cho cực vậy rồi. Ok đứng lên. Rồi. Vô chưa? Trời nó áp quá ha.
cũng không hát gì đâu ấy. Áp quá. Mặc đồ đen rồi mà tôi cũng bề thế. Xong, vô. Xong chưa? Chút chụp tiếp. Nước nè bé nhỏ. Ủa chị thấy cái đó quay rồi. Trời mà Thảo, cái đó là yêu trước khi cưới đó đúng không? Chị thấy cái đó là quay rồi mà. Anh nghe Tuấn ơi. Để cầm giùm cô đi nhé. Anh nghe. Ừ. Mấy giờ không được, đi sớm đi Tuấn ơi. Ừ. 7 giờ, 8 giờ vậy đi. Nha. Đừng có đi trễ quá, biết sao không? Tại vì á ừ, đi lên sớm chứ còn đi chốt nữa, đi chốt mấy cái địa điểm nữa. Nha. Chiều này nọ rồi lên tối hù không có chốt được gì hết trơn. Ừ ừ ừ, 8 giờ ở nhà mình nha. Rồi rồi ok. Anh Quang rồi nhắn anh địa chỉ anh Quang Minh đâu, anh Quang đón rồi không kêu Quang Minh qua bên anh nghe Tuấn nha. Bây giờ ở ghế rồi. Ờ anh Minh ở đường nào vậy? Con ngồi, à, đòi, đòi, con ngồi thẳng nó đó thì nó mới không té. Đó, cái ghế này nó lạ lùng lắm. Rồi lẹ nào. Bữa nay một số chúng ta chỉ quay được có nửa tiếng thôi. Không được nhiều. Dạ. Trên kia quy định rồi, một cặp vợ chồng chỉ được trò chuyện nửa tiếng. Hết 5 phút rồi đó. Rồi bắt đầu nè, bắt đầu. 2 3. Rồi, bây giờ. Ông mới đứng hình luôn. Ờ phải biết kêu mà đem xuống cho cậu một hộp trà để anh gửi qua. Cái trà là trà gì mà lấy cho cậu á, cậu hết trơn luôn đó. Dạ. Trà cậu hết trơn luôn, trà rồng nhỏ. Trời uống vô, quá uống vô, uống vô nó khỏe lắm nha. Đi toilet đã lắm. Đúng rồi, đúng rồi, nó lọc ha, đi toilet đã lắm, lọc thận nè, lọc gan, lọc ê chị con gửi cho cậu nè. Dạ. Con gửi cho cậu mấy hộp để gửi cho mẹ dân mấy hộp. Dạ, để họ lấy số gửi tặng cho. Ok con. Dạ. Ồ, vậy đó hả con. Nó giúp cho mình đi làm về mình uống vô một cái mình ngủ rất là ngon nè, rất là khỏe nè. Ngủ ngon chứ không phải mất ngủ hả? Dạ. Chứ cô là con uống được cái trà mà trà quậu trà gì đó. Được không? Cái uống rất mát, ngon thơm. Cái nó thơm á. Con rất là thơm. Bữa em uống hết trơn rồi. Đẹp da, dễ thở. Đẹp da. Đẹp da giảm stress. Rồi, ok. Mày làm qua Tết luôn. Dạ. Rồi bây giờ sau một thời gian về ở chung với nhau, đó là thành chồng thành vợ với nhau. Vậy thì có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Hay là không có cái tật nào hết? Dễ gì? Có những cặp mà nghe lên là phải nói là phải dạch lá tìm sâu dữ lắm mới có tật xấu đó. Hỏi này có không? Làm gì có. Dễ gì? Dạ, đứa nào vui trước đi. Con nói trước đi con. Con nói trước đi. Gì mà chết nữa tao à. Kỳ vậy? Chơi tại vì cái tật xấu này nó lạ lùng lắm. Vậy hả? Nó kỳ lắm. Nói đi. Dạ là có cái tật này. Lúc nào, ở mọi lúc, mọi nơi hay là bất cứ lúc nào cũng làm được hết trơn á. Sao? Thả bom phải không? Dạ. Trời ơi, cái thả bom này trăm ông chồng đi chan nhau hết trơn. Có gì đâu mà không nói. Đúng rồi. Còn dạ, nhưng mà đó là gọi là cái tật xấu nhất của ảnh ở nhà rồi. Có nghĩa là ổng nhiều lần trong ngày không? Dạ, có khi không biết cái bụng bị cái gì mà nó làm liên tục luôn. Làm mà gọi như là sấm sét gì đó, là không có tiếng động. Dạ, có tiếng động mới chết chứ. Còn cái kia thì mình nhiều khi họ không nghe thì không biết. Nhưng mà cái này có tiếng động mà làm gì đâu mà trời ơi, con nói cô là xuyên suốt luôn. Rồi có khi một đêm ha, không biết cái bụng bị cái gì mà làm một phát từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ đêm. Trời mà ơi. Con ngủ không được. Ông bắn hoài vậy. Mà có cái tật á mà mỗi lần làm xong là lấy giả bộ lại hôn con, thương con dữ lắm, xong lấy cái mền chùm lại. Con bụp 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 bụp. Đúng bệnh của tất cả những cái ông chồng. Ờ, ông chồng rắn mắt á. Tại vì mình thấy người ta cười mình tính đâu người ta vui. Mà em biết không? Đúng không? Mình nuôi làm tiếp. Nó càng chửi càng chọc nó mình càng khoái. Trời ơi, càng tại không. Chủ đích của mình thì là mình chọc để cho người ta chửi, chọc để cho người ta phản ứng. Mà người ta không phản ứng thì còn gì đâu sướng. Trời ơi, xong rồi là làm riết mà con đá một phát là văng cửa mà phải chi văng ra ngoài cửa rồi không nói. Văng ra cửa xong, mở cửa phòng kế bên văng vô trong á, xì hơi tiếp cho thằng em với bà Vú ở bển. Xong đóng cửa lại cho người ta hửi rồi chạy ra quậy gì đó, quậy tới 1 2 giờ đêm gì đó. Trời ơi. Nhưng mà thường những đứa như vậy nó không có mập được á Bi. Thiệt. Nó ra hết. Có bao nhiêu những nó không có phì ra được á, bao nhiêu hơi, những cái hơi mà không cần thiết chứa. Người ta nói là ông bà hồi xưa người ta nói là cái đó là của trời cho mà. Ờ. Ôi trời, đó thì như vậy là mình... chồng con chỉ có cái tật xấu là coi như là ruột tốt. Tiêu hóa nhanh. Tiêu hóa nhanh. Với không biết tại vì con làm, thấy cổ cười hoài con tính đâu cổ thích, con đâu biết đâu nên con làm tiếp.
vậy thôi đó hả? Nhưng cái đó chỉ có xấu là giống như là nhây lầy thôi, cái đó gọi là lầy nhung thôi. Thôi. Ừ. Chứ còn ngoài ra thì chồng con phải nói chăm ra con là nấu ăn lắm. Ok, tất cả hết. Chăm con. Dạ, nấu chăm ăn. Con nói chung là có bừa bộn không? Dạ không, được cái là chồng con rất là sạch. Và cũng như con vậy đó, hai vợ chồng là nói chung là không có phải không có phân biệt là vợ phải làm hay chồng phải làm, không có phân biệt gì hết. Chồng gặp cái gì là chồng tự dọn cái đó. Giúp vợ luôn, nhiều khi là giúp hết rồi luôn chứ không có vợ phải ơi sao tối ngày cứ vậy rồi để chồng dọn không có. Hai vợ chồng rồi, là rồi có trăng hoa không? Dạ trăng hoa thì từ lúc mà quen cho tới giờ thì hầu như là không có, với lại thường là chồng ở đâu vợ ở đó. Nên là không có cơ hội để trăng hoa. Dạ. Có nghĩa là chưa có cơ hội. Đi đâu là sát bên đích chứ đó. Như nói như Sam vậy. Dạ. Ôi, vậy là cũng mỹ mãn. Ủa sao con thứ à? Có một loại. Thì có một thì thôi cũng có một tật xấu là lầy đó, nhây đó. Chắc là nhây. Chỉ mong muốn ở cái mong muốn ông thay đổi, ông bớt. Ông bớt tha bơm không? Giờ con cái đó cũng chồng vui mà, cái đó cũng thật ra. Vậy thì con có mong chồng là con thay đổi gì không? Dạ thì nói chung là để cho là hoàn thiện hơn. Hoàn thiện hơn thì đối với con á thì chồng con là con không có những cái gọi là những cái lời hứa màu mè hay là những cái món quà trị giá gì đó, nên là con chỉ có những cái lời cảm ơn chân thành đến chồng con, thật sự là lời cảm ơn chân thành, bởi vì chồng đã biết thấu hiểu, chia sẻ, tin tưởng, và đặc biệt là đó là sự bao dung vợ ở tất cả những cái lúc mà bướng bỉnh hay là tất cả những cái vấn đề gì đó là chồng con đều giải quyết được hết và đều thấu hiểu được hết, đặt mình vào vị trí của con để thấu đó hiểu. Đó là mong muốn thay đổi hả? Dạ không. Đó con là cái không lời mong muốn, có nghĩa là con không là mong y muốn vậy đúng tại không? Vì đó là những cái lời mà chồng con là một gọi là một người hoàn hảo đối với con rồi. Cô hiểu rồi. Dạ. Ý là giờ con muốn chồng con y chang vậy đó, đừng không cần phải thay đổi cái gì hết đúng không? Đó, chồng em kia cứ đi. Để cho vui nhà vui cửa phải không? Dạ, cái kia mà anh đừng nghe, anh nghe anh đã đó, đã mà đã trời ơi. Rồi chút nữa đi, đó là những cái lời mà vợ con dành cho con. Ngoài cái việc là sự mong muốn, vợ con còn có một cái sự chia sẻ về cái trong cái suy nghĩ của vợ con về con. Chút tới con nó nghe. Tới rồi chứ chút gì nữa. Tới luôn nè. Đó, tới luôn đi. Bây giờ trước hết là kể về tật xấu của cổ đi. Thì vợ con thì nói chung là cũng có cái tật xấu nó ngộ nghĩnh lắm. Sao? Ngủ gác tới cổ họng con vậy đó. Mà phải gác mới được. Đẩy ra rồi thì cũng gác tới đây nè. Mà không có con thì ngủ không được. Ghiền gác cổ họng. Ghiền gác cổ họng hay sao? Bữa không có bữa chỗ mà nào khác chỉ có gác cổ họng. Gác lên tới cái cổ, có nghĩa là gác tới mức độ đó. Ê vậy có khi nào bả ghiền cái mùi chân quá không? Tại vì muốn gác như vậy á thì là cái đầu phải nằm ở dưới chân có con. Nghĩa là nằm lúc ở trên ngang rồi gác. Ủa là sao? Tại vì không phải, tại vì là nói thật ra là có chồng nằm kế bên cạnh nó rất là thoải mái, giống như là sau một ngày gì đó thì nói chung là gác được lên người chồng một cái là tự nhiên bao nhiêu là cái gì đó nó đi đâu hết trơn rồi, nên thật sự con rất là thích cái cảm giác đó, nên là không thể gác có bữa mà con nằm mơ luôn, tính nào ai bóp cổ còn không mà giật mình thức dậy thấy cái giò để này nè. Tôi nằm vào thấy núi đèn vậy thôi đó hả, là có nhiêu đó thôi ngon nhỉ. Nằm con tao thấy núi đèn con có nhiêu đó thôi, không còn một cái gì khác nữa. Dạ đúng rồi, hai vợ chồng con là coi như hai đứa hoàn hảo dữ vậy luôn. Vậy con có mong muốn vợ thay đổi gì không? Thì con chỉ mong là vợ con là bớt bướng lại với nóng tính quá. Đó thì đó cũng có hai cái cần phải thay đổi đó con. Bướng muốn làm gì là làm, thách có nghĩa là thách á. Thách là làm, thách là làm. Chị con chỉ muốn là thay đổi cái bướng bỉnh nó lại xíu, với là bớt nóng tính lại. Bớt nóng tính lại. Con có hay nói lời yêu thương với vợ không? Con thì con cũng ít nói lắm. Vậy hả? Nay con có muốn nói gì với vợ con không? Nói lời yêu thương đi, đàn bà người ta thích thổi lỗ tai lắm luôn á, thiệt. Hôm trước là có mua nhẫn cầu hôn không? Dạ có rồi. Có rồi. Trong lúc cầu hôn thì có những cái lời yêu thương ngọt ngào không? Dạ có. Rồi bây giờ còn điều gì chưa nói với vợ hiện nhân hôm nay nè, nó nói với vợ đi. Dạ thì con thì con cũng nhìn vợ nói con thì con đây con cũng xin cảm ơn vợ con đã chăm sóc gia đình nè, đó rồi con cái nè, rồi chăm sóc giống như là ở nhà con á thì nấu cơm á thì nấu tới hai món giống như là một phần ăn mặn và một phần ăn chay. Mà nhà thì đông người thì một mình là vợ con là tôm tắt mấy cái việc đó hết luôn, vừa nấu ăn chay vừa nấu ăn mặn, giỏi quá. Rồi lại vừa kiếm tiền được luôn, rồi lại vừa giặt giũ hết tất cả mọi thứ, cho nên đó là con rất là thương vợ con về cái vấn đề đó.
Vậy thôi giờ nói nhìn vô mắt vợ nói một câu gì đứng lên nói luôn nãy đi. Nãy giờ là toàn là phân trần với cô với lại chú Thuận không à. Tôi đừng nhìn tôi, đứng lên nói với vợ đi. Đó. Thôi thì chồng cũng cảm ơn vợ mấy thời gian qua chăm sóc gia đình nè, chăm sóc cậu, chăm sóc mọi người. Đó. Thường quá. Dạ con cũng sẵn đây thì chồng nói thì đứng con đứng lên đi. Thì con cũng có đôi lời là muốn nói với chồng là cho dù hiện tại hay là tương lai cái gia đình nhỏ của mình có nghèo khổ hay là sau này sẽ có giàu có, thì hy vọng rằng là trên cái bước đường, cái con đường chồng đi sẽ luôn có bóng dáng mẹ con của vợ, và mẹ con vợ lúc nào cũng sẽ ủng hộ chồng dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Thôi một cái nữa đi. Yeah. Trời ơi, cái cặp này là nó quá hợp với lại cái chủ đề của chương trình mình đó. Lớp với lựa chọn là hạnh phúc. Công nhận á, đúng không? Cái bữa đó lần thứ nhì á mà nếu mà tụi con lựa là đi qua cầu để đi về, đứa nào về nhà đứa nấy là coi như xong rồi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Hôm đó tự nhiên chọn lựa mà ở trong nhà nó ấm cúng hơn ha. Chứ ở khách sạn nhiều khi cũng xong rồi tự nhiên thấy mình cũng sao sao á, lạc lõng. Nhưng mà ở nhà tự nhiên thấy nó khác đi, đúng không con? Đó. May mắn nó cũng tới là mình tìm được đúng người. Cho nên là nói chung là hai đứa đã tìm được đúng người. Và đúng không? Cũng xin chúc mừng cho hai con đã tìm đến nhau. Và hai con là hai mảnh ghép mà khi mà ghép lại với nhau là thành một cái mảnh ghép hoàn hảo. Và như con đã nói, đây là hạnh phúc. Mà hạnh phúc này là do các con đều lựa chọn. Dạ, đúng Xin cảm ơn hai con đã đến với chương trình. Cảm ơn hai đứa nha. Cảm ơn cô.